Okay. Panda Express today nha. Thank you. Đông dữ vậy. Không phải buffet đâu con, phải order. Đứng mẹ coi đồ ăn cái ha. Mình coi đồ ăn trước cái đã. Gọi cái family meal đi, 35 đồng cho 45 người. Từ từ. Đứng xếp ra con để người ta order. Có chicken, orange chicken nè. Mẹ biết rồi. Mình đang ở Panda Express nha, bây giờ là đang đợi get line. Đang đợi get line để mua gọi là family meal 4 tới 5 người ăn được. Một phần như vậy là 35 đô. Thế gồm có 3 món chính, hai thêm 2 món cơm hoặc mì. Bây giờ bà con đứng đợi rất đông lắm luôn nè. Này đấy, làm được cái này nè. No, từ từ để mẹ sai lại. Mà Đây người ta có đầu bếp làm sẵn ở trong nè. Thank you.
Yeah, that's it. That's only four different things? Five. Sorry? Is that only four different? Thì bà con còn đứng đợi nè, hai bạn ngồi chơi kìa. Bên này có apple, Thai Grove. Bên apple. Chicken the prosperity, shrimp the happiness, apple the wealth, nuôi the longevity. Hết bốn mà hết nặng gần 50 hả? Gần 50 á. Thì thuế vô nữa. Khoảng 50. Cùng gần 50 á.